Ok, xin chào bạn đã trở lại với Real Kia mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta chuyện gì đến nó đã phải đến. Đó là ngày hôm nay thì chúng ta có cái shop huyền bí thôi. Shop huyền bí, và nói chung là ai cũng rất là nóng lòng để chờ xem là chúng ta ăn được bao nhiêu phần trăm đến từ cái shop huyền bí này. Và để xem nó may ăn được bao nhiêu phần trăm anh em. Và ui, mỗi lần mà ra shop huyền bí này thích lắm luôn. Lần trước là tôi nhớ là cái shop huyền bí lần trước là tôi ăn được có 68% anh ạ. Vâng, nghe được có vẻ lộc phát, nhưng mà không biết là lần này có ăn thua gì không. Vâng, giảm giá thì 90% là maximum rồi, không đẩy các bạn chờ lâu nữa, làm quả thử vận may anh em. Hai cái bộ đồ này thì mình cũng đã review trong cái event trước, trong cái video trước rồi, thì có lẽ là bây giờ chúng ta chỉ chờ xem là trong cái shop này nó có những cái đồ gì thôi. Vâng, nào thử vận may nha anh em. Và anh em nào tích cực quay tay vận may sẽ đến, nhưng mà trước khi mà quay thì tôi khuyên anh em là nên gọi là cầu trời khấn Phật phát để xem nào thử vận may bao nhiêu phần trăm đây. Vâng, nhìn cái số nó chạy trông tươi chưa. Nào bây giờ chúng ta sẽ ấn nút dừng lại để chúng ta có thể gọi là xem là chúng ta được bao nhiêu vận may nha anh em. 90% là max, còn hình như là tối thiểu như chúng ta được là 50% gì đó. Vâng, ui đây rồi, đôi giày 6 rồi, 86, ui dồi ôi, phát lộc anh em ơi. Vâng, tôi nhớ lần trước là 68%, lần này 86%, gần max tầm luôn. Vâng, gần max ping, và một pha gọi là mở ra max ping đến từ vị trí VTB Riaki. Vâng, nói gì đi anh em, vâng, quá ghê đội bán dê. 86% như này thì nói chung là mình có thể mua cả shop. Vâng, cái tầm mà bạn được giảm 86% thì trong 6 ngày này thì tất cả đồ trong cái shop này sẽ được giảm giá. Ngoài 3 vật phẩm chính thì chúng ta có rất là nhiều những vật phẩm phụ ở phía dưới nữa. Và nào để xem là tình huống hơi khó xử đấy nhỉ. Và tình huống hơi khó xử, mình sẽ đổi sang đây là bộ nam này, đây là bộ nữ. Và gói trị đại có 196 kim cương, thơm thật sự. Và bên này thì mình bộ đồ nam thì sẽ đi kèm với vũ khí sinh học, thơm chưa. Bên này thì là thẻ đổi tên, và mua cả hai thôi. Tầm này các bạn được giảm giá tới 86%, bộ đồ 1400 kim cương và giảm xuống còn 196 kim cương, thì tầm này thì sợ gì mà không quất. Vâng, tầm này sợ gì mà không quất anh em. Và bên trong cái đó thì bên này thì có thẻ đổi tên này, có 63 kim cương một cái, mua tuyên bố là mua cả shop. Vâng, tuyên bố là mua cả shop nha anh em. Ok, chúng ta sẽ mua mấy vật phẩm phụ trước. Chúng ta mua vật phẩm phụ trước, tại vì chúng ta phải mua đủ tất cả vật phẩm phụ thì chúng ta mới kích hoạt được cái mua vật phẩm chính. Moco thì có rồi, mua làm gì nữa. Và thẻ đổi tên, và thẻ level 8 nhân vật chắc chắn phải mua này. Và bây giờ mình sẽ ok, mình sẽ chuyển sang bên này xem mua cái gì trước. Nhiều thứ để mua quá. Thẻ level 8 nhân vật là chắc chắn phải mua này, tại vì nó rất là rẻ, nó giảm còn có 350 kim cương một cái. Các bạn được cày một con nhân vật level 8 lâu lắm luôn. Ok, bây giờ mấy cái thẻ vòng quay bắn kim cương là cũng phải mua này. Nói chung là vòng quay bắn kim cương, vòng quay bắn súng là tất cả phải mua hết. Mua thôi, thẻ level 8 mua rồi anh em ạ. Vâng, cái tầm này khi mà bạn được giảm giá khủng như thế này thì tầm này sợ gì mà không mua nữa. Hòm súng một siêu thứ thì có lẽ là súng mình nhiều rồi nên là thôi, các bạn nào thích thì mua cái ba lô xương máu kia. Mình thì trong cái ba lô mình cứ hơi rợn rợn nên mình không mua. Vâng, quất ngay cho mình 5 cái thẻ vòng quay bắn kim cương và thơm thật sự luôn. Và em vòng quay bắn súng thì cũng không thể bỏ qua được, chạy mày chạy đi đâu. Vâng, 5 cái 40 kim cương, thơm bơ. Vâng, bây giờ mua gói trị đại này xong mua thẻ đổi tên. Ui, mua 5 cái thẻ đổi tên này có 63 kim cương thì không bao giờ phải đi xin gái nào nữa luôn. Vâng, những cái loại mà tôi có làm thì mới có ăn đấy, không bao giờ phải mong gái nào phát thẻ miễn phí nữa luôn. Vâng, hồi trước đi nhặt đầu lâu mệt người. Vâng, bây giờ thì quất một phát nhẹ nhàng luôn, nào xem có gì không. Bên này thì cũng như thế thôi, lại mua thẻ level 8 nhân vật này, xong rồi mua vé vòng quay bắn kim cương. Và ui, có 40 kim cương được 5 cái ạ. Vâng, quá thơm. Các bạn thấy giảm giá 86% nó quyền lực không? Giảm giá nó thế này thì đỡ thế nào được ạ. Vâng, giảm giá như thế này, gói đầu gâu, đầu gấu này. Vâng, lại mua thêm 5 cái thẻ vé này nữa, gói vũ khí sinh học mua luôn. Nhưng mà mấy cái bạn ngày xưa mà cày cái sự kiện, từ sự kiện thủ zombie ấy, mà được bộ vũ khí sinh học, bây giờ mua còn có tí này thì không được. Mà anh em nào mua thẻ vũ cực rồi đừng mua cái thẻ vũ cực này nhá, tại vì cái thẻ vũ cực này nó là thẻ vũ cấm vệ quân. Nếu mà anh em mua thì không được để dành cái thẻ vũ cực mùa sau đâu. Nên là nhiều anh em hỏi là em mua xong để dành cái mùa sau thì được không, thì tôi tuyên bố luôn là không. Vâng, đây là gói trị đại. Vâng, trị đại sen đỏ à. Vâng, gói trị đại. Vâng, quá đẹp luôn, trị đại tóc đỏ thì đúng hơn. Bộ này khá đẹp, nhưng mà mình thì hiện tại mình đang không mặc mấy đồ này, mình sẽ không mở ra để tránh cho game bị lag. Đây là gói vũ khí sinh học, và gói này thì nó cũng khá thơm bơ.
Vâng, gói này ngày xưa chúng ta cày sự kiện thủ zombie mất khá nhiều thời gian để mới có thể ra được. Nhưng mà bây giờ thì bán luôn. Úi xồi ôi, 3 cái thẻ, 13 cái thẻ đổi tên. Vâng, tầm này, xồi ôi, 13 cái thẻ đổi tên anh em ạ. Tầm này thì xăm xăm phải sáo nữa. Tầm này thì có mà đổi tên đến khi game sập. Tầm này phải đổi tên đến khi game sập thì may ra rồi mới hết thẻ đổi tên anh em ạ. Thơm quá, cảm ơn gà rán. Tôi phải nói hôm nay sự kiện nó rất thơm. Vâng, quá thơm đội bán rơm. Cái vòng quay kim cương nó bay đâu mất rồi nhỉ? Phải nồi. Vòng quay kim cương nó bay đâu rồi anh em ạ? Hay nhỉ? Vâng, tôi vào tôi xem số lượng vé vòng quay kim cương mà nó bay màu mất cái vòng quay kim cương rồi. Chả biết nó bay mất từ lúc nào. Anh em thấy nó bay mất từ lúc nào anh em báo tôi một câu nhá. Và anh em biết nó bay mất từ lúc nào anh em comment ở phía dưới tôi được biết nhá. Sao vòng quay màn kim cương nó lại bay màu mất nhỉ? Vâng, thơm thật sự anh em ạ. Ui, 86% quyền lực quá luôn. À, ngoài xa thì trong Gana FIFA đang có một cái sự kiện mới mà mình đang rất muốn nói cho các bạn. Đó là cái sự kiện mà khi bạn follow kênh Instagram của bên Gana FIFA Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một cái gift code. Và có một cái gift code nó rất lạ. Bây giờ thì mình sẽ vào trong game để mình sẽ vào trong Instagram để mình cho anh em xem là có một gift code rất lạ trong cái sự kiện đó. Ok, chúng ta sẽ có một cái sự kiện là follow đạt mốc cơn lốc quà. Cái này thì anh em cứ lên anh em tạo tài khoản Instagram. À, tài khoản Instagram anh em dùng luôn tài khoản Facebook cũng được. Tại vì Facebook và Instagram thì nó là cùng một chủ sở hữu. Thì anh em follow nhá. Xong rồi anh em follow cái kênh Instagram này, nó cũng là một cái mạng xã hội thôi. Thì ở 200.000 người follow thì chúng ta sẽ được một cái hòm bí ngô, hòm gì đó. Ở 300 thì chúng ta sẽ sở hữu đó là một cái hòm súng màu vàng, hình như là hòm súng Famas báo đốm hay cái gì đó đấy phải. Tiếp theo là ở 400.000 người theo dõi kênh Instagram của Free Fire thì sẽ có đó là vé vòng quay màn kim cương. Nhưng mà chúng ta nhìn ở cái mốc 500.000 ấy, nó có một cái súng MP40 trong bộ tứ quý, nhưng mà nó trông rất là lạ. Tại vì không có cái nào mà nó lại có màu như thế cả. Và anh em nhìn cái màu xem, không có cái khẩu súng nào nó lại có màu như vậy, thì không biết là đây là một cái skin MP40 lạ ấy chăng. Thì tôi không biết là cái gift code này nó sẽ như nào. Và 600k chúng ta sẽ có cái bộ chiến binh đất hồi trước. Đó, thì anh em nhìn ở cái mốc 500k nhá. Thì không biết là cái mốc 500k này Gana cho cái code gì. Ok, và bây giờ chúng ta đến một số thông tin mà sắp ra mắt trong Gana Free Fire. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái đó là cái xưởng chế tác dành cho M1014. Vâng, xưởng chế tác dành cho M1014 và chắc chắn anh em lại phải tốn tiền rồi. Vâng, quả này những mấy ông bắn hết shot, bắn one shot giỏi M1014 chắc là vui lắm luôn. Và cái khẩu súng tiếp theo xuất hiện xưởng chế tác sẽ là M1014. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái hình khiên vũ khí hay là gì đó thì nó sẽ liên quan đến cái trang phục của xưởng chế tác mùa tới, trông như kiểu samurai ấy. Vâng, chúng ta sẽ có hai cái gọi là thẻ vô cùng mới, một cái là quỷ Oni, cái ở phía trên chắc chắn là quỷ Oni, tại vì cái mặt nạ này là quỷ Oni ở bên Nhật. Cái thứ hai nữa thì trông tôi không biết nó là cái loại gì luôn, tôi thề luôn, trông nó hơi có tính công nghệ một chút, nhưng mà trông nó có tính ma thuật, và tôi không biết là cái thẻ vô cùng thứ hai là gì. Thì cái này đợi cái loại thẻ vô cùng tiếp theo. Đây là hai cái thẻ vô cùng của V22 và mấy hôm nữa ra V22 chúng ta sẽ có hình của hai cái bộ này luôn. Vâng, tôi nghĩ là cái thẻ vô cùng Oni sẽ rất đẹp. Bên Free Fire Max có lẽ em đang chuẩn bị ra mắt rồi, và chúng ta thấy rất nhiều biểu tượng liên quan đến Free Fire Max, tức là cái phiên bản Free Fire tiếp theo, phiên bản Free Fire chất lượng đồ họa cao mà sẽ ra mắt đâu đó vào trong mùa hè này. Cái Free Fire Max thì có hai cái biểu tượng, ngoài ra thì chúng ta có một số những cái biểu tượng khác nữa ở trong game, thì không biết là mấy cái biểu tượng này nó sẽ liên quan đến cái gì, nhưng mà tôi thấy nó rất giống mấy cái bộ kỵ sĩ tử thần trước đây, giống cái bộ các cái tứ kỵ sĩ vào năm ngoái. Và thực sự thì trong mấy cái logo của Free Fire Max thì trông khá là ngầu và tôi rất thích cái mấy cái logo này. Chúng ta sẽ có cái hình của cái khẩu súng M82B ở trong game, hay chúng ta gọi là khẩu Barrett. Ngoài ra thì cũng có một cái bom keo, một cái bom khói, hoặc là cái bình xịt gì đó liên quan đến cái sự kiện tứ kỵ sĩ. Tôi nghĩ là sự kiện tứ kỵ sĩ sẽ quần chuẩn bị quay trở lại ở một cái kìm. Cái kìm này nó là cái kìm cắt bom, và không biết là nó sẽ xuất hiện ở trong cái sự kiện nào. Chúng ta cũng sẽ có một loạt những skin súng mới được hé lộ bởi anh chàng Free Fire Data Miner. Chúng ta có VRS mới, và VRS có đôi cánh luôn, và cái đôi cánh này nó giống như kiểu nhà thám hiểm. Chúng ta cũng sẽ có một khẩu SKS mới, một khẩu Gatling gun mới, và một khẩu M60 mới. Chúng ta sẽ có K98 rồi P90 rồi thì một số những cái khẩu như khẩu SCAR mới, rồi SPAS mới, rồi khẩu ngay cả cái khẩu lục bạc cũng có skin luôn. Vâng, khá ngầu. Ngoài ra chúng ta sẽ có ba cái quả lựu mới, một quả lựu cá nóc này, một quả lựu hình quả dứa, như là một quả lựu hình cái gì đó, một quả lựu này trông nó rất giống là
hình của cái kỵ sĩ tử thần. Thì tôi không biết là cái bộ này liên quan kỵ sĩ tử thần không. Ngoài ra thì có hình một cái nắm đấm, thì không biết là cái nắm đấm này nó xuất hiện trong cái gì. Nhưng mà chúng ta cứ xác định là chúng ta chuẩn bị sẽ có thêm rất là nhiều những cái hòm súng mới, cũng như là những cái bộ súng mới. Chúng ta có thể nhìn thấy P90 và K98 là chung một bộ này. Cái khẩu SCAR như khẩu SPAS là chung một bộ. Cái riêng khẩu Desert Eagle, khẩu lục bạc thì nó sẽ là một bộ khác. Trong khi đó thì bốn cái súng trong cái đôi cánh kia thì nó cũng sẽ là trong một bộ luôn. Thì cũng có thể là cái bộ đó nó sẽ đến từ cái thẻ vũ khí cái trăng. Ngoài ra thì có một thêm một cái hình nền được hé lộ, đó là tứ kỵ sĩ đã lộ mặt rồi. Năm ngoái chúng ta nhớ có tứ kỵ sĩ không? Thì họ mặc giáp đầy đủ, năm nay cởi hết giáp rồi anh em ạ. Và năm nay tứ kỵ sĩ sẽ thực sự lộ diện, và để xem là cái bộ trang phục của tứ kỵ sĩ này thì nó sẽ trông nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy là bốn cái kỵ sĩ này trông họ vẫn rất là ngầu. Vâng, thực sự là vẫn rất là ngầu luôn, và vẫn như tương tự như năm ngoái thì kỵ sĩ của cái chết thì vẫn là một nhân vật nữ. Ở trong game thì anh chàng Free Fire Data Miner này cũng có spoil luôn cả hình trực tiếp của cái nhân vật này. Trông cái nhân vật đứng ở giữa có cái quả tóc bốc lửa, tôi rất thích luôn. Vâng, rất ngầu. Cái kỵ sĩ ở bên tay phải, ngoài cùng bên tay phải đó là bệnh dịch này. Sau đó thì cái kỵ sĩ ở giữa này thì chính là kỵ sĩ mà mặc cái bộ giáp đỏ. Còn bên ở bên cái nhân vật mà nam mà có tóc bốc lửa kia thì chính là cái bộ hủy diệt. Còn kỵ sĩ chết chóc thì vẫn là cái cô nàng đứng ở bên tay trái. Vâng, và đó là thông tin của mình liên quan đến những cập nhật sắp tới ra mắt trong Gaiana Free Fire, cũng như là sự kiện trên Instagram của Gaiana, thì anh em đừng quên tham dự nhá. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình, thấy video của mình có ý nghĩa, có bổ ích cho cộng đồng, anh em đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.